Anh em nhá, hôm nay thì đang tận cảnh dán cho em trai cái cánh tiên này của Hàn Quốc xịn 100% hàng Korea các bạn nhá. Đây, made in Korea. Và có một cái các bạn chú ý là cái logo mà để dán vào cái cánh tiên này thì nó có rất nhiều các phiên bản. Thì đây là một trong những cái phiên bản của thằng Kia Bongo 3 nhập khẩu mà đời cao. Đấy, mà 4E 4E 020 hàng Mobis xịn nhá các bạn nhá. Đấy, các bạn bóc cái này ra, bẻ gãy cái này đi thôi và chúng ta dán cái này trước trong khi dán cánh tiên sau cùng. Đấy, vì rất nhiều anh em hỏi mình là tại sao cái cánh tiên và cái logo nhà mình nó bán hơn 1 triệu. Vì cái logo này đã trị giá 500 nghìn rồi các bạn nhá. Riêng cái logo này không đã trị giá 500 nghìn rồi. Còn anh em mua một số cái logo mà các đơn vị họ bán rất là rẻ ấy, thì là logo của tàu. Nó chỉ bé tí vào đây thôi này. Hoặc là nó nhìn nó không được thật như này đâu. Tí mình dán lên xe và các bạn nhìn cái hàng Mobis xịn này, các bạn dùng đến 10 năm nó không bao giờ bạc màu. Anh em rửa xe, xịt xe, dùng hóa chất thoải mái luôn. Không bao giờ có tình trạng luôn. Đấy các bạn nhá. Đấy, tổng thể bộ này nhà mình bán hơn 1 triệu đấy các bạn ạ. Cả logo, cả cánh tiên luôn. Nếu các bạn mà mua rẻ thì các bạn xác định là không bao giờ có logo này. Còn cánh tiên này là hàng xịn 100% hàng Korea. Đấy, Korea, made in Korea xịn luôn. Đấy các bạn nha, made in Korea xịn luôn. Đấy, made in Korea này các bạn này. Đó, ok chưa? Bây giờ mình sẽ, trước khi muốn dán cánh tiên thì các bạn lưu ý là các bạn phải dán cái logo này trước này. Đó, để cho vào trong trước, sau đó các bạn dán cánh tiên bên ngoài các bạn nhá. Đấy, ok anh em, giờ mình sẽ bóc cái logo này ra và sau khi bẻ xong các bạn này. Đấy, bẻ xong nha các bạn nhá. Bẻ xong thì nó sẽ cụt đi. Anh em dán nó đây, logo xịn đây. Các bạn lau chùi thoải mái các bạn nhá. Lau chùi vệ sinh thoải mái luôn. Là Mobis xịn 100% luôn các bạn nhá. Logo xịn. Đấy, logo xịn này. Đây là cái cánh tiên. Bên trong của nó thì cũng có băng dính hai mặt thôi. Anh em chỉ việc bóc hết cái băng dính ra cho mình thôi. Xong dán thôi. Đấy, tí mình sẽ quay cái xe của em trai cho mọi người xem nhé. Bên trong của nó là băng dính hai mặt các bạn ạ. Tất cả đồ chơi thì bên trong của nó sẽ là dán bằng băng dính hai mặt các bạn ạ. Đấy, cho nên các bạn bóc ra và vệ sinh sạch sẽ trước khi dán cái bề mặt lắp capo. Đấy, khi các bạn dán nó là xong thôi. Đó các bạn thấy. Đây là mình dán đây. Ok rồi, sau đây mình sẽ dán này trước. Dán này trước thôi. Đấy các bạn bóc ra này. Đó, ngoài to đùng luôn. Chúng xem một tới không tới bắn keo ở viền đấy chú ạ. Úp vào thân tới chuyện tới đây. Đây là logo các bạn nhé, cánh tiên này phù hợp với cái logo nữa chứ. Rồi đấy chú ạ. Chung một căn số Y này, Y này thì Y này là được. Đấy, ok cho các bạn. Cân rồi, cân thì cân rồi. Đấy, sau khi dán xong thì các bạn ủ cái này vào nhé, ủ vào. Từ chú ạ. Em trai căn cho anh cái này cho nó bằng cái chú taco này. Em nhìn em cân nhá. Em nhìn cân hai chỗ này chưa? Cân chưa? Có cho nó lên một tí đây không? Được chưa em? Lên thì nữa. Được chưa em? Tôi đang nhắm được chưa? Cái này hơi lên một tí hay sao ấy nhỉ? Đúng không? Đấy, đang ngắm các bạn nhá, đặt cho nó cân là mới đẹp các bạn ạ. Lên một tí đúng không em? Được chưa em? Cân chưa?
Có người lên à? Được chưa em? Nhà nhá, bên này nhà nhá. Đấy, sau khi dán xong thì các bạn ấn vào cho mình này thôi là xong. Đó, các bạn thấy không? Đấy. Và cái logo này ấy, nó sẽ không ôm chặt vào đây đâu các bạn nhá. Nó sẽ không ôm chặt đâu vì cái băng dính này nó sẽ không tới đâu. Đấy, nên các bạn cứ kệ nó thôi. Nó không bung đâu em ạ. Em biết tao không bung ở đâu. Nhưng mà họ này ơ, nó con nào không hở ngay hết em ạ. Cái logo này nó bị chồm vào đây nào. Nó bị chồm vào đây nào. Không, nó không có một cái viền đen này đâu. Đâu em? Xem nha các bạn nhá. Đây, các bạn nhìn qua lại lần nữa này. Chiếc xe của em sau khi dán xong là như này. Đấy, đây là gọi cánh tiên các bạn nhá. Cánh tiên cũng logo Kia. Kia này là logo của Kia Bongo 3 các bạn nhá. Đấy, đây là cánh tiên. Anh em trai rất là nhiều luôn. Có gì anh em thì ủng hộ mình nhá. Theo số điện thoại là 09788 23083 và 09788 23038. Thank you em trai rất nhiều. Thôi anh em nhớ đi qua đây thì vào đúng phụ tùng ô tô nhà Đức giúp mình nhé.